Xin chào các bạn quay lại với channel của Hex. Và đây là kênh nhà đẹp Hex. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một mẫu nhà cấp 4 rất là đẹp. Mẫu nhà có 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách và phòng bếp. Một mẫu nhà đơn giản. Và các bạn có thể thấy là nó cực kỳ đơn giản và một chút hiện đại pha ở trên những cái đường chỉ này. Ok, bây giờ sẽ là mặt ngang của công trình này. Mặt ngang công trình là 10m các bạn nhé. Và mặt trước công trình này là 7m. Công trình chia thành hai mái, một mái chính và một mái phụ. Đấy, các bạn có thể ngắm nhìn ngôi nhà ở phía trước. Bây giờ ta sẽ vào công năng của công trình. Đây, thì công trình có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Và thiết kế ngôi nhà này là không có phòng thờ, bởi vì phòng thờ là làm ở bên ngoài. Đây, đầu tiên là phòng khách. Đây là phòng khách các bạn nhé. Ta sẽ đặt một cái tivi ở đây. Từ phòng khách ta sẽ đi vào phòng bếp. Đây có các cái lam làm trang trí. Đây phòng bếp các bạn nhé. Đây phòng bếp đây. Nội thất phòng bếp và bàn ăn ở bên cạnh. Đấy. Rồi, như vậy là ở khu bên phải này là phòng khách và phòng bếp. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Đây là cái chỗ để bỏ đồ. Đây, đây cũng là bỏ đồ. Và đây là vệ sinh các bạn nhé. Là vệ sinh đây. Với thiết kế này thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Vừa đơn giản chức năng phòng, hợp lý. Đó, các bạn có thể thấy. Với mẫu thiết kế này thì đã có sẵn bản vẽ, hồ sơ thiết kế, kiến trúc, kết cấu điện nước. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể gọi số điện thoại ở trên màn hình hoặc là ở trong mô tả để có bộ hồ sơ chi tiết về ngôi nhà cấp 4 này. Nếu các bạn muốn có thêm nhiều mẫu ngôi nhà đẹp nữa thì các bạn hãy đăng ký và chia sẻ cái video này để nhận nhiều mẫu ngôi nhà cấp 4 tiếp theo và nhiều cách bố trí công năng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.